Các bạn nhìn thấy cái mặt mốc của nó không? Thấy mặt mốc của nó không? Cái sân này ngày xưa cỏ đẹp biết bao nhiêu. Từ ngày có nó tới giờ là cái sân cỏ nó chết. Cái thân của nó dẫm riết. Rồi nó đào lỗ. Rồi cắn cây. Nó đào rễ lên. Thủ phạm là nó đó. Nhìn cái mặt của nó kìa. Nhìn cái mặt của nó kìa. Nó làm như nó hiền hậu lắm đó. Nó làm như nó hiền hậu lắm. Nó lại nó định hung cái tay nó nịnh nọt. Nó ăn ngủ. Xong rồi nó phá. Cái trái banh này mua cho nó hồi lúc nó còn bó xíu nè. Lúc có 4 tháng á. Mà bây giờ nó vẫn chơi. Nó không bỏ. Nó không chơi banh khác. Thôi. Hồi số. Ngồi. Good boy. Nó nhìn thấy nó ốm tại mới vừa cắt hết đống lông ở trên đầu nó, phải cắt cái đống lông ở dưới nữa. Tại mùa này ngao Tây Tạng thì mỗi năm nó sẽ rụng lông một hoặc hai lần, nhưng mà con này năm nay rụng lông có một lần, rụng rất là nhiều nha. Qua mùa đông cái tới mùa hè nó nóng nó rụng nhiều lắm, nó rụng thằng tảng bự 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 nha. Nhưng mà mùa hè mình tính cạo sạch bon luôn. Giờ nó cao chùm nhòm mà ẩm hết nổi rồi. Cái đầu của nó bự. Cái miệng của nó bự hơn cái đầu của nó. Giờ kêu vô nhà không vô. Tại trong nhà mình chưa có mở máy lạnh đó. Nhà nóng lắm. Thích ở ngoài vậy đó. Phá nhìn cái sân này. Nó dẫm nát hết. Ngày xưa cỏ xanh đẹp. Nhìn nó đạp cỏ chết hết. Bên nhà lòng chợ khóa. Ăn xong rồi khóa, rồi tối ngày cứ sủa. Cứ nghe ngóng chuyện nhà người ta, lối xóm nói chuyện cũng sủa. Nó nhiều chuyện lắm. Đàn ông mà nhiều chuyện thì sợ luôn.